Thưa quý vị, vào lúc 7 giờ 30 sáng nay ngày 1 tháng 6 tại quán cơm Hiền Ti, 39A Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt đã xảy ra sự cố nổ do rò rỉ khí ga. Tại hiện trường, do ảnh hưởng của khí ga, một số trần thạch cao của quán cơm bị bong tróc, máy hiên di động phía trước bị cong gãy, cửa kính trên tầng 2, tầng 3 bị bể và một số vật dụng của quán cơm bị hư hỏng nhẹ. Vụ nổ làm anh Trần Văn Long, 28 tuổi, nhân viên công ty xăng dầu Lâm Đồng và anh Đỗ Văn Luân, 24 tuổi, nhân viên quán ăn Hiền Ti bị bỏng, được đưa đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Công ty xăng dầu Lâm Đồng cho biết vào lúc 7 giờ 15, cửa hàng xăng dầu số 6 trực thuộc công ty nhận được yêu cầu cung cấp ga cho quán cơm tại địa chỉ trên. Cửa hàng số 6 đã phân công nhân viên trực tiếp chở 3 bình ga 48 đến thay cho khách hàng. Trong quá trình thao tác do sơ suất, anh Long đã để khí ga rò rỉ ra môi trường xung quanh gây phát nổ. Sau khi sự việc xảy ra, công ty xăng dầu đã cử đại diện cùng ngành chức năng thành phố Đà Lạt và công ty bảo hiểm Bisico Lâm Đồng giám định hiện trường, xác định mức độ thiệt hại và có phương án đền bù theo các hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Qua sự việc trên, khuyến nghị người sử dụng ga cần kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị dùng ga. Khi phát hiện rò rỉ ga nên tắt các thiết bị về điện, bếp ga, nguồn lửa, mở hết các cửa thông thoáng, đồng thời báo cho nhà cung cấp ga để có phương án xử lý. Sau đó kiểm tra các thiết bị đảm bảo an toàn trước khi sử dụng lại theo đúng hướng dẫn.